Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh BMT Củ Chi. Hôm nay mình vừa về được một con âm ly Phương Anh, hàng là chính hãng xịn sò. Con này là model 8800S nha các bạn. Thì model này là con thuộc dạng sản xuất vào những đợt đầu tiên, được trang bị những linh kiện nhập Nhật và con chip ECHO là 50195 luôn. Thì cái dòng Phương Anh là dòng thuộc dạng là dòng đắt tiền, dòng cao cấp. Và kích thước và trọng lượng của cái con âm ly này nó khác những cái con âm ly thường. Kích thước là nó to hơn và cái trọng lượng con này rất là nặng nha các bạn. Nặng trên 14 cân lực. Con máy này ECHO hát rất là hay. Và đặc biệt là cái bo đèn quét nữa nè các bạn. Bo đèn quét hiển thị bằng led chiếu theo cột sóng. Đó, rất là độc lạ. Thì cái dòng này phải nói là rất là hiếm. Hàng cũ mà sưu tầm được phải nói là rất là khó khăn. Nhà hơi ồn ào nên các bác cũng thông cảm. Đó, cái tiếng ra rất là quy lực nha. Và cái bo đàn chúng ta thấy đánh chớp độc lạ đẹp, hiển thị dọc led nè các bạn. Đèn led là hiển thị từ tần số thấp đến tần số cao. Còn hai cái cột bên đây là của hai cây mic 1 và mic 2. Đó, thì khi chúng ta cắm mic vào chúng ta alo là cái cột nó mới chớp lên. Đó, rất là đẹp. Cái con này mà khi mà trời tối chúng ta ớt tắt cái bóng đèn, nó đánh không cái bo đèn, nó đánh rất là giống cái nhạc của vũ trường. Nhìn rất là đẹp các bạn ơi. Và còn hoạt động rất là tốt nha. Con này là hàng hiếm nên cái giá thanh lý cũng rất là, nói chung là rất là cứng. Bác nào xem qua ưng ý thì cứ liên hệ em để đặt hàng. Số lượng có một con duy nhất mà thôi. Thì cái con này công suất là 700W. 700W lận các bạn. Chúng ta có thể đánh full đơn một cặp 3 tắc. Hoặc là một cặp 2 tắc gửi thì giờ tùy lo nhà chúng ta. Lo từ 2 tắc đến 3 tắc. Các bạn quýnh cỡ nào cũng được. Con máy công suất rất là lớn, hàng khủng nặng. Và mặt tiền là các bạn thấy thiết kế rất là hầm hố. Cái vỏ rất là đẹp, bự lắm nè, rất là to. Và cái volume tổng master ở đây, volume tổng master cũng rất là bự. Đã hàng khủng là trang bị những cái phụ kiện độc lạ và cực kỳ đẹp. Thì con máy này hàng cũ nên đã mát một hai chi tiết đây. Mát một cái núm volume này các bạn. Tình hình là con máy mát cái volume và cái nắp máy cũng hơi xấu, mình đã phun sơn sơ lại. Nhưng mà nội hắc là nguyên zin, nguồn công suất và cái bo đèn nói chung nguyên zin, hát chắc âm tốt như máy mới, bảo đảm cho các bác. Và cái độ bền con này là còn rất là cao, mình khẳng định điều đó. Tại vì cái dòng Phương Anh này sản xuất đợt đầu là rất là nổi tiếng, được trang bị là linh kiện điện trở transistor hoặc là các cái dọc con tụ, full linh kiện đều nhập từ gia băng hết. Độ bền phải nói xài là vượt thời gian 20-30 năm là bình thường. Còn cái dàn volume thì cái tuổi đời là nó kém nhất, xài có thể 5-3 năm là nó lỗi volume á các bạn. Thì bắt buộc chúng ta sử dụng lâu ngày là volume sẽ có dấu hiệu gột gẹt và mắc tiếp xúc, và nói chung là nó mắc tỷ số, nó không ăn luôn. Thì cái đó chúng ta phải biết xử lý, hoặc là chúng ta mang ra thợ để thợ kiểm tra và thay thế những con đó, hoặc là chúng ta có thể đóng full một bộ nút mới, volume mới. Thì cái đó thì tùy. Thì tình trạng của con máy này bây giờ là hát tốt full chức năng, nghe nhạc karaoke chẳng ấp phê lên ngọt ngào hết, mình bảo đảm cho các bạn. Cái bo đèn quá đẹp.
Rồi bây giờ mình sẽ ốp nhạc ha, phần nhạc test. Nói chung cũng chi tiết rồi, nghe nhạc hay, chắc âm bắt chép rõ ràng. Bây giờ mình sẽ test phần echo, thử coi con chip 50195 của cái con này như thế nào nha các bạn. Đó, volume tổng để cao là không ù gà nha, con máy hoạt động nghiêm chỉnh, rất là nghiêm chỉnh. Đây, thấy không, cắm vào mid 1 là cái cột của cái mid 1 nó hiện sóng lên nha các bạn. Đó, cột led nè, và cắm mid 2 tương tự nó thì sáng mid 2. Rồi bây giờ alo test thử coi. Alo, alo, một hai ba bốn, hát rất là nhẹ nha các bạn. Alo. Rồi con máy bảo đảm là karaoke nhẹ nhàng, hỗ trợ cái tiếng echo là chuyên nghiệp, dòng xịn sò chính hãng. Các bác khỏi quan tâm về cái giắc âm, chúng ta chỉ việc là ghép lo vào là dùm. Con máy cực kỳ gấu. Rồi. Rồi bây giờ tiếp tục mình sẽ test mic 2. Đây bây giờ cắm mic 2 là cái cột led 2 nó sáng nghe các bạn. Đó, full chức năng, xài tốt hết. Alo. Alo. Tôi đưa chân đơn côi gót mòn đai lộ buồn, đèn đêm bóng mờ nhạt nhòa. Alo, 1, 2, 3, 4. Hát rất là nhẹ, không? Mình test thực tế, chi tiết và trực tiếp cho các bác xem máy full chức năng. Thì cái con bo đèn led nhảy sóng này nó hiển thị theo cái tín hiệu của cái bo này nha các bạn. Từ cái bo, nói chung nó không có liên quan tới cái con volume master, nó chỉ lấy tín hiệu trước cái tầng master, là có thể là tầng nhạc và cái tầng echo này nó có một cái cộng cáp qua đây, thì lấy cái tín hiệu từ đó để nó thiết kế nó sáng lên cái đèn. Bây giờ mình sẽ mở cái bo music lên là cái đèn nó sáng. Đây là chứng tỏ là nhạc có nghe các bạn, nhạc có là nó sẽ sáng. Máy thiết kế nói chung cũng lạ và đẹp, con máy hàng tiễn. Các bác nào xem qua mà ưng ý thì cứ liên hệ mình để đặt hàng. Rồi bây giờ mình sẽ test nhạc liêu view và soi cái nội hắt cho các bác xem. Hình thức là mặt tiền còn đẹp nha, và bị mắc cái núm ở đây thì chúng ta muốn sử dụng thì chúng ta có thể lấy cái vít nhỏ hoặc là cái ngón tay của chúng ta nhét vào cái khe chúng ta dặn được. Bo đèn đánh rất là ok ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem nội hắt bên trong em đó. Hàng này cực kỳ khổng lồ. Ở đây là trang bị tăng phô. Tăng phô này là sử dụng cho hai đời, 8.800 và 9.800 của Phương Anh. Là sử dụng cho hai đời, hai mẫu âm ly. Tăng phô này là tăng phô khoe vuông, khoe sắt, là nguồn 20A luôn nha các bạn, tăng phô 20A. Và ở đây trang bị một cặp tụ, đây là tụ thông số rất là lớn. Tụ đây là 80V 15.000 UF.
ở trên đây là cái bo của phần đánh đèn led, người ta thiết kế riêng cái bo rất là độc lạ. Và chạy nguồn là nguồn đôi, nguồn đôi hình như nguồn đôi 12V hay gì á các bạn. Cái đó mình cũng không không biết chính xác. Rồi, có quảng cáo. Đó, cái bo này là chạy cái nguồn đôi hình như là 12V. Nguồn đôi là AC 12V. Vô cái bo này sẽ nắn ra và tạo nguồn cấp cho cái mạch riêng, nguồn riêng nha các bạn. Đó, và phần công suất các bạn thấy miếng nhôm cực kỳ bự, dễ nhiệt mát lạnh cho con máy. Nhôm dài hơn 20. Đó, một bên là chạy 4 con lớn. Sò lớn của Nhật gia băng Toshiba đàng hoàng. Thì máy hình thức đã cũ kỹ nhưng mà linh kiện mình bảo đảm các bạn là xài cực kỳ bền. Máy đã được kiểm tra và test kỹ lưỡng, và đặc biệt soi cái phần linh kiện, mình kiểm tra phần linh kiện rất là kỹ. Linh kiện còn rất là ngon lành, chỉ bị xuống màu thôi. Ở đây ở dưới nè các bạn là cái bo công suất nằm ở dưới. Đó, hai bên. Và cái bo đèn thì nằm ở trên. Cái bo điều khiển bo đèn. Và cái phần đèn là cái, có cái bo riêng ở đây nữa. Dãy đèn led là cái bo nằm ở đây ha, cái mạch. Đó, và đặc biệt con máy này tới hai phần relay. Một phần relay bảo vệ lo. Và một phần relay ở đây là relay tín hiệu. Đó, đóng hai cái luôn nha các bạn. Cáp nha. Full cáp gài hết nha. Bom chất 3 cộng. Đó, full hết. Máy hàng công ty chính hãng, xịn sò và cực kỳ hiếm. Thì các bạn lưu ý là cái dòng này đời cũ là nó quýnh ngon hơn đời mới. Tại vì đời mới là hãng người ta sẽ gáp linh kiện khác. Còn con này đời đầu. Đời đầu là linh kiện nhập Nhật không á. Hình thức đằng sau cũng còn đẹp luôn nha. Đằng sau là chữ bận còn rõ ràng. Và hai hế được mình đã hai hế. Một cổng ga lo. Cổng ga lo này là hai hế cổng loại tốt nhất. Cổng bằng đồng, vàng chế chẹ. Hai hế cổng đó tiếp xúc cho nó tốt. Chuẩn. Nói chung mình đã kiểm tra và test con máy kỹ lưỡng rồi, các bạn cứ yên tâm. Thì con máy này là mình thanh lý giá 1,7 triệu nha. Hàng nặng 14kg khủng long của Phương Anh trên cái nắp này các bạn. Rồi mở nhạc lớn tí nữa nghe cho đã. Đây, nắp đã bị xét một vài điểm. Hàng cổ nha các bạn. Phun sơn sơ lại. Đó, nói chung là hàng cũng đã tàn phai theo 5 tháng. Nhưng mà giá trị âm thanh còn rất là tốt. Và xài cực kỳ bền. Hàng tiễn cực hiếm. Nắp máy rất là nặng nậu, cái nắp hơn 2kg rồi các bạn. Nắp dày lắm. BA hàng Phương Anh. Thương hiệu này là thương hiệu có tiền mới sử dụng được. Mua mới là nhà mà thiếu điều kiện là không bao giờ sống nổi đâu ha. Rồi, video mình quay review con Phương Anh model là 8800F cho các bác xem cũng đầy đủ hết rồi. Thì con hôm nay là mình thanh lý giá 1,7 triệu không bao ship. Bác nào xem mà thấy thích, cảm thấy ưng cái bụng, ưng ý thì cứ liên hệ mình để chốt con máy này. Thì mua hàng cọc trước vài trăm ngàn mình sẽ lên đơn và gửi cho các bác qua đường bưu điện. Hàng tiễn Phương Anh xài full chức năng. Con máy yếu là ginh năng nổ nha, 14kg, trên 14kg. Rồi video quay tới đây kết thúc. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye và hẹn gặp lại.